Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 101. Ở bài này thầy minh họa cho các em một cái phương pháp được gọi là tư duy dồn chất áp dụng cho phần đốt cháy hydrocarbon. Hay nói đơn giản là tư duy về quy đổi đó. Thế thì thông qua những cái bài ví dụ này để các em hiểu hơn và các em có cái tư duy vận dụng tốt hơn trong những bài đốt cháy. Ví dụ bài điển hình là bài mã số ID là 101 đầu tiên. Các em nhìn thấy rằng 4, 1, 2, 3, 4, 5 chất này có chung một điểm là cùng C, là C4, H của thầy khác nhau. Như vậy dẫn tới cái tư tưởng của các em quen thuộc là các em dồn chất theo kiểu thứ nhất là C4HI trung bình. Từ đó các em tìm ra Y trung bình là ok. Thế thì cách này thầy không diễn giải nữa. Cách này thầy minh họa thông qua cái bài đốt cháy rồi. Vì thế thầy minh họa theo cách hướng thứ hai. Hướng thứ hai là thầy dồn chất theo kiểu là cắt thành nguyên tố là C và hydro, đốt cháy lên ra CO2 và nước. Đó. Thì cái tư tưởng này thầy sẽ mô tả để các em hình dung và mường tượng ra cách làm để các em có thể vận dụng tốt nó. Thầy gọi số mol của cái hỗn hợp này là A mol. Thì suy ra C của thầy sẽ là 4A bởi vì thầy có bảo toàn C là 4C. Hydro của thầy là H2, H2 của thầy là 0,03 bởi vì nó chính bằng số mol của nước bảo toàn hydro. Đó. Thế thì kết quả là dựa vào phương trình M trung bình. Đây, M trung bình của thầy ở đây là bằng 54. Thì thầy sẽ có phương trình đó là gì? M nhỏ, đây là M nhỏ, chia cho M lớn là 54 thì bằng số mol là A. Đó, A là số mol này, M nhỏ chia M lớn bằng số mol. Từ đó tìm ra A bằng 0,01. Thì sau khi tìm được A bằng 0,01 rồi thì tìm được CO2 của thầy bảo toàn C là 0,04. 4A là 0,04. Nước của thầy vẫn là 0,03. Đề thi hỏi oxy, vậy thầy nghĩ đến bảo toàn nguyên tố oxy. Kết quả thì tìm ra oxy bằng 0,055 mol. Và nhân với 22,4 lên thì V của thầy sẽ bằng 1,232 lít. Đáp án thầy có là đáp án B. Thông qua cái bài này để các em có cái nhìn rõ hơn và có cái tư duy tốt hơn khi xử lý những bài toán mà các em cần đến quy đổi. Và các em có nhiều hướng nhìn khác nhau, chứ không phải chúng ta có thể cứng nhắc ở một hướng như thế này. Đó, hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các em.